Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Sibapi. Sibapi này có chương trình này góp này các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình tham gia chatbot này. Rồi bấm cho này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh trailer này. Mình join sao nè. Rồi các bạn join group xong thì các bạn vuốt dấu cầu để cho nó chép mình không phải là người máy nha các bạn. Rồi mong máy đáp lên. Tiếp tục copy hashtag này follow nhà tài quyết nè. Chị tài quyết tên này bạn theo dõi nè. Mừng like nè. Các bạn chỉ chẳng với bài viết đã ghim các bạn. Giang hashtag đã vào cho tăng 3 người bạn mình vào nè. Tài quyết lại nè. Sẽ đáp đáp lên nè. Tiếp tục vuốt con Simber. Coi hưu và con Simber nha bạn. Rồi tiếp tục cho anh tiếp cái trailer đi. Tính sao tính. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet, follow Twitter khao và retweet tweet trên Twitter là bạn theo dõi các bạn. Đây trên nguồn gấp ta là uy tín luôn, các bạn like các bạn tweet lại được rồi, mình tắt like được rồi, các bạn mới đáp lên các bạn biết con hù nữa. Trên đây thì bạn chỉ bấm vào một phút nữa các bạn. Login ta. Rồi các bạn chỉ login vào các bạn. Rồi bấm vào phút là xong. Sau đó các bạn chụp màn hình lên đi các bạn. Sau này nó yêu cầu mình có gỡ thì mình gỡ các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục vút con Simber quá. Rồi trên đây thì các bạn cũng bấm vào. Đối với bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản, bạn bấm like nè các bạn. Rồi bạn bấm vuốt nè các bạn. Đâu vuốt đâu. Report, claim, comment. Bấm vuốt mua này nè các bạn. Rồi nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Vui lòng nhấp vào hình ảnh của chiếc một chuyến tàu. Sang ga của đó chuyến tàu nè các bạn. Rồi bạn bấm tiếp theo nè các bạn. Được cái. Rồi, các bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Các bạn bấm reset. Rồi bạn đưa cấp sang các bạn, game bát. Rồi, các bạn điền địa chỉ email của mình nhau các bạn. Support. Submit địa chỉ bên B xem mà trên bếp 20 trên chocolate của tất cả các bạn. Rồi, gửi lại support. Tiếp tục submit đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Đâu rồi ta? Nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Đây là chatbot nè. Tiếp tục submit link retweet nè. Đây các bạn nào ta? Rồi thì các bạn cũng mở tài Twitter mình ra nghe ta các bạn. Bạn nhập avatar, nhập vào hồ sơ nữa các bạn. Mình chia sẻ hai bài tài quyết các bạn. Đây đâu. Bài nào ta chia sẻ tài quyết nào nó không nói gì chứ người sẽ biết được. Rồi các bạn chia sẻ bài trên ngụy gấp ta của nó nghe bạn. Các bạn sẽ chép liên kết này. Để cho bot nào. Shiba. Thôi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tăng vài người bạn đó các bạn. Bài này nè. Rồi các bạn gửi lên đường retweet nè. Sau đó nó hỏi có chút coi hưu của bấm ai heo cho nét nha bạn. Sau đó các bạn gửi lên một bức ảnh các bạn đã vuốt cho nó nè. Các bạn nhấp vào IMM nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mũi tên đi lên nè. Các bạn chọn từ thiết bị nè. Bạn chọn tên nè. Các bạn gỡ cái bức ảnh các bạn đã vuốt cho nó nè. Bức ảnh đầu tiên nha các bạn. Rồi bạn upload nè. Rồi bạn sao chép liên kết rồi gửi lại cho bot nè.
khối hữu bấm ta đúng rồi các bạn, dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng bấm may heo cho nét nè. Tiếp tục bạn gỡ bức ảnh các bạn đã vuốt thứ hai cho nó nè các bạn. Rồi bạn upload. Sau đó các bạn cũng sao chép địa chỉ liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên chatbot tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn join cái tiếp kênh channel nè. Rồi bấm mail.net nè. Bấm mail.net nè. Rồi sau đó bấm chỉ lên ghép mà chia sẻ cho bè những cái thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video hôm nay đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.